10 điều bất hủ nên ngẫm để có được hạnh phúc. Con người sẽ luôn đau khổ vì bị mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác nhau. Chỉ khi nào giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới được tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. Một người tức giận là do không giải quyết được những nỗi đau của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau trong lòng. Mỗi sáng thức dậy hãy mỉm cười, bạn sẽ có 24 giờ hạnh phúc. Hãy cứ nguyện sống trọn vẹn ý nghĩa cho từng phút giây và nhìn mọi điều với ánh mắt của lòng nhân ái, biết ơn. Bạn là người hạnh phúc. Khi nhìn cuộc sống bằng ánh mắt rộng mở hơn, chúng ta sẽ được tự do, bình yên và chẳng còn khổ đau nữa. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười mang tới niềm vui. Và bạn có tin không? Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình, tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1 hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng mặt trời. Nếu tâm trí của chúng ta luôn chứa đầy những toan tính và lo lắng, thì chúng ta chẳng thể tìm được một khoảng trống cho chính mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị thành công. Hãy like, share để ủng hộ chúng tôi thực hiện chương trình này.